chở cho mẹ đi. 200 ít thì không sao á, nhưng mà ý cần hết cả chở giùm đi, cần hết rồi. Biết chở không? Duyên mình chứ cần biết đấy nó đã có mà mình nên mình thấy
Dành giống cái bò mộc. Anh cá chắc nó đang lẩu bầu. Lẩu bầu. Ông chờ tôi đi cái kiểu gì vậy? Con cá nó ngắm hoàng hôn luôn. Ngắm hoàng hôn. Đây là sướng rồi. Trời ơi, nước nó ngập rồi đó, đã chưa? Thank you. Đây là mấy anh hùng xa lộ. Làm gì mất cái mưa.